tối đa đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa Dũng trở lại núi Thượng Liên Hoa Sơn, nơi đỉnh Thượng. Thì như video trước, Tiến Dũng đã có đến đây để mà quay cái ngôi thờ của mẹ Quan Âm, thì đã cũ mục và xuống cấp. Thì anh Sơn đã được các mạnh thường quân hỗ trợ với số tiền Tiến Dũng đã trao cho những lần trước, thì cũng đã khoảng 120 triệu rồi. Thì anh Sơn đã làm hoàn tất cái ngôi thờ của mẹ Quan Âm, đã được tôm tắt và gọn gàng, tương đối là trang nghiêm. Thì nơi đây là một cái góc của núi Liên Hoa Sơn, thì nơi đây là cái chỗ của ngài Đức Cử Đa ngày xưa ở ngồi tu ở trên này. Thì các mạnh thường quân đã thấy Tiến Dũng quay ở một cái góc bên đây thì không có được thờ trang nghiêm tôn tắc các vị. Thì hôm nay Tiến Dũng nhận được số tiền 17 triệu 800 ngàn của các anh chị đã hỗ trợ tiếp tục cho anh Sơn, để anh Sơn lót gạch đồ lại cho nó sạch sẽ lại, chứ không phải là xây cắt gì thêm, cho sạch sẽ lại và che một cái mái che to đó anh Sơn, để cho nó Cho che nắng che mát mưa mát cho mấy bà cho Phật đang quan ngồi ở đây. Phật Thì ở dưới góc bên đây thì cũng có một cái tượng thờ của Đức Quan Thánh đó vị, thì cũng hơi thấp ở dưới này. Thì cũng có một mạnh thường quân đã hỗ trợ thêm 200 đô để cho anh Sơn là xây lại cho nó gọn gàng lại anh Sơn ha, sạch sẽ lại để đưa tượng ngài lên cao cao chút xíu Dạ đúng ha. rồi, rồi rồi rồi. Rồi hôm nay thì Tiến Dũng xin trao số tiền là của tất cả các anh chị là 17 triệu 800 ngàn. Và người đầu tiên đó là chú Liêm ở bên Mỹ á, gửi cho Tiến Dũng 200 đô là 4 triệu 6, là với cái nội dung ghi là nhờ anh Sơn xây bàn thờ của Đức Quan Công ha, là chỗ đó Rồi đó. rồi rồi. Là người thứ hai là Zalo của một người chị ẩn danh ở ở Nha Trang, 1 triệu đồng. Và người thứ ba là Facebook của chị Ly Nguyễn Thanh Văn, Ly Nguyễn Thị Văn, là gửi cho anh Sơn 500 để mà sửa lại chỗ ngôi thờ, với cô Út 500. Thì sẵn đây Tiến Dũng cũng sẽ xin trao 500 ngàn của phần của cô Út làm thuốc á, là 500 ngàn cho anh luôn. Và người thứ tư đó là Đó đây. chị Châu ở bên Canada á vị, giúp cho anh Sơn đó là 7 triệu 2 là 400 Canada để mà mua thùng nước. Thì Tiến Dũng đã quay là thấy anh Sơn đã mua 2 thùng nước rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ cái số tiền này Tiến Dũng xin chuyển qua cho anh, để cho anh xây sửa lại những cái nơi thờ ha. Của chị Châu bên Canada là 400 Canada là 7 triệu 2. Và tiếp theo là một chị gái tên là Diễm Phương ở bên Úc, hỗ trợ với anh Sơn là 4 triệu đồng nữa. Thì tổng số tiền của các anh chị hôm nay là 17 triệu 800 ngàn. Thì Tiến Dũng xin trao cho anh để cho anh tu sửa lại những cái nơi thờ cho được gọn gàng là anh Sơn. Vâng, Tiến Dũng Thái chào tất cả vị. Kính chúc cho vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay Tiến Dũng một lần nữa trở lại núi Thượng Liên Hoa Sơn để lên đảnh thượng, nơi mà anh Sơn hiện nay đang tu sửa lại những cái nơi thờ phượng, cũng như là chỗ thờ mẹ Phật Quan Âm và nơi thờ phượng Đức Quan Thánh. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng nghe anh Sơn nói là cũng đang tu sửa lại những phần đó, thì các mạnh thường quân cũng quan tâm, muốn tìm hiểu là anh Sơn đã sửa tới đâu rồi. Bởi vì những số tiền của các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình của cô Út và anh Sơn thì Tiến Dũng đã mang đến và trao. Thì hôm nay xin mời quý vị hãy cùng theo chân của Tiến Dũng lên đảnh thượng để xem hôm nay anh Sơn có những cái phần tu sửa như thế nào nhé. Xin kính mời tất cả vị. Chào em. Anh Sơn, cái này là mấy cái gạch này là mình mua để mình làm gì anh Sơn? Cái này là cũng như này ra anh làm đường lên nè. À, làm cái đường đi lên hả? Làm cái đường, nhưng mà cái này á, là như số tiền còn nhiêu là anh mua gạch hết để làm đường. Ừ. Cái chỗ mẹ thờ Quan Âm đó là anh tu sửa là xong chưa? Xong hết rồi, mẹ con âm xong hết rồi. Dạ. Nó mình tu sửa xong hết rồi. Là cái số tiền của chị Mạnh Thường Quân mà chuyển khoản cho gia đình mình 100 triệu đó, với Dạ. Tiến Dũng đem lên mà ẩm giờ cũng gần 20. 20 nữa là 120. anh mua sữa rồi, kia là Dạ. hôm nay là còn được nhiêu Là hết trơn luôn toàn bộ. hả? Nó hết hết trơn là 120 triệu. Là anh có mua luôn 2 thùng nước luôn hả? Mua luôn 2 thùng nước luôn, còn nhiêu À, là mua gạch hết nè. gạch rồi tráng xi măng rồi là Cái này để mình làm đường đây. Cái à này để làm đường cho bà con cô bác mà đi, người ta đi té lên té xuống không nè, chỗ này dạ chợt té hoài chợt nè. hoài nãy chỗ này ha. Rồi khách người ta giái nguyện khấn trời Phật sao mà có con đường đi. À, Nó là còn bao nhiêu tiền tôi mua gạch để tôi thủ làm đường. đúng rồi, cái đường này là cái đường này cần phải nên làm lại, đúng rồi, quá trời nó Khách tôi lên đây giá đi dữ lắm. lên. Thứ nhất là nó đứng, tại vì cái dốc đứng nè. Thứ hai nữa là cái đường đi nó khó nè.
Thì anh Sơn anh đang chuẩn bị làm con đường đi lên nha mày, để cho nó dễ tiện thôi. Từ ở dưới đó lên đây chắc khoảng chừng 100 mét thôi anh Sơn. Nó cũng không biết được đó, đi làm đi thẳng qua trên lên đây luôn, lên chỗ bằng luôn nè. Rồi đây cỡ đó nó 200 mét á. Đây là những cái thùng phi nước này bị anh Sơn đã mua, mua sẵn, còn những cái tiền mua xi măng đó, tiền mình cũng hỗ trợ đó. Thì anh Sơn đã cái phí vận chuyển này chắc cũng mắc anh Sơn hả? Phí vận chuyển là cục gạch 3.000 cục, còn phi nước này 4 thằng nó khiêng nó ăn 800, còn cái gạch này là một thùng gì là nó ăn 80.000, còn canh nước chuyển lên 100.000. Một canh nước gì là 100.000 một canh. Còn tiền công á, gần Tết á, là phải cho nó lên bữa 29-30 á, là nó không chịu làm, cho lên 1 triệu tiền công nó mới làm. Tiền công 1 ngày 1 triệu hả? Ừ, còn thợ chính ngang, thợ phụ 600. Ừ. Đó. Vì mấy ngày đó năn nỉ làm cho nó tròn, năn qua Tết cho nó có chỗ nó đi cúng lại. Bởi vì cái phí vận chuyển này kia với công thợ nó cao hơn bình thường ở dưới ha. Đó, ông tính lên đây, ông đóng góp một cái máy bơm. Dạ. Đường nó quanh coi gạch rồi nó thủ nó sẵn đó. Cái ngồi thợ. Ừ. Tôi muốn coi coi giữa đây nè, huynh phải coi kỹ bắt đầu để cho người ta biết số tiền mình làm như thế nào. Đó, này là đá hoa cương nha. Đá hoa cương, còn xi măng là đẩy lại nè. Nó cũng muốn gần cứng rồi đó. Mấy ngày đây nè, đó. Đó. Nó giữa là xi măng nhiêu đó. Thằng bao xi măng dắt 150.000 bao đó. Mua thì giữ. Ngồi thờ mình ở đâu? Mua một ngồi thợ ở đâu? Đâu có thợ bên đây. Còn bên đây nè, gạch nè, đổ bên đây đóng để này là chỉ mình lót cái sân trước mặt ông Năm Chèo thôi. Gạch này tôi tính xây xung quanh nè, để lót đá hoa cương chỗ này cho bà con ngồi nghỉ ngơi ra được. Đó, xây đây qua đó nè. Là đóng gạch tôi thủ sẵn luôn. Còn bên đây đóng gạch nữa trước mặt ông vua nữa. Đó, tôi tung hết rồi, hết tiền đi vòng ở đây nè. Mấy Tết ở đây cái thưa vị thì ngôi chỗ thờ của mẹ Quan Âm thì được hôm nay anh Sơn đã lót đá hoa cương anh Sơn hả? Đá hoa cương, đá hoa cương nè vị, đó coi như là sạch sẽ gọn gàng lại. Chào chú Bảy. Rồi, vô. Đây bây giờ chúng sẽ đi vào bên trong chùa thờ để quay cho vị xem nơi ngôi thờ mẹ Quan Âm thì anh Sơn đã tu sửa lại, thì lót đá hoa cương trắng rất là đẹp nha. Đây đây đó. Đây vị ơi. Đúng rồi. Đó. Tôi thấy hài lòng quá. Hài lòng của chú Bảy ha. Đúng. À, cũng có người bạn tôi ở nước ngoài. Dạ. Đây đây vị ơi. Muốn gửi tiền về để mà tu sửa cái ngôi này. Dạ đây. Ngôi của mẹ Quan Âm. Hôm nay Tiến Dũng sẽ quay cho vị xem ha. Anh Sơn đã làm hoàn tất cái ngôi thờ mẹ Quan Âm. Nó có áo mẹ luôn nha vị. Đó. Quá tuyệt vời. Đó, quá tuyệt vời luôn. Rồi màu hồng luôn như lời của chị ha. Mai Ngọc đã yêu cầu. Đó, màu hồng luôn nha. Bên đây. Dạ, xuống hang đá hoa cương hết, toàn bộ hết. Xuống hang luôn hả? Ừ. Ồ, lót gạch luôn hả? Lót hết mà. Ở dưới đó có đèn không? Dưới đó có đèn không? Không. Đây. Ở bên trong hang là anh Sơn đã lót gạch đồ chán rồi lại hết, sạch sẽ luôn, thang luôn quá đẹp luôn. Rồi mát mẻ luôn nha. Rồi cho bà con lên đây là có chỗ giếng là trang nghiêm đất rồi. Đây là vô mát lạnh. Lên đây, lên đây. Mát luôn ha anh ơi, cho mát, mát ha. Lạnh luôn. Rồi, thành ra là cái phí mà vận chuyển lên đây á vị, một bao xi măng mà mua chỉ có 800.000 thôi, nhưng mà thuê giá lên đây là lại 150.000, là gấp một thành ba nè, đúng không? Sau lưng mẹ nữa, coi như là một bao xi măng là thành cái giá 3 bao với mày. Đây hả, đây nè. Ừ, lên đây luôn, lên đây luôn. Ừ, rồi đó, quá hay. Mì gói luôn, gói luôn hả? Có. Rồi ok anh, nơi thờ mẹ gì thì cũng chứ gọi là gọn gàng trang nghiêm ngăn nắp lại đó anh Sơn ha. Lúc trước lên đây mình bị một củ một cái chân rồi mưa gió thì nhìn thấy mẹ ngồi ngoài cái sốt đó cũng bông như mẹ hết trơn. Rồi thì chúng thì cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân từ trước tới giờ đã hỗ trợ cho anh Sơn để anh Sơn làm hoàn thành được cái nơi thờ mẹ ngoan thế này, nơi đất là trang nghiêm rồi đó vị. Vậy là cái số tiền mà vừa rồi là đã đầy đủ hết chưa anh Sơn? Dạ đủ, đủ hết trơn, là 120 triệu hết trơn luôn. Vậy hả? Rồi mình sắp tới là mình có anh có sửa sang gì thêm nữa không? Thì nói chung là ở đây mình chỉ tu sửa cái này cho bà con, người ta có chỗ bị khúc trước nó mục cái chân không biết rớt xuống giờ nào. Có khách người ta nói này rớt xuống chung chắc chân người ta thôi giờ gắng giúp sao mà lợp lại sửa như là mình tu sửa lại để cho người ta có chỗ là cúng nó mục muốn rớt giờ nào rớt á. Người ta sợ quá, ai cũng vô đông lắm không có chỗ, rồi nó tôi nói thôi giờ gắng giúp làm sao chú giúp
của tội nghiệp bà, ai cũng khóc hết rồi. Đưa tiền tôi tu sửa lại giúp được gì thì công phước lớn lắm. Dạ. Tôi tu sửa hết. Rồi coi như là anh Sơn đã dẫn Dũng đến để mà quay cái chỗ ngôi thờ mẹ Quan Âm thì hôm nay đã được hoàn tất các vị. Là lót đá và khương rồi từ trước qua sang rồi xăng là đến trong hang luôn nha. Thì cũng đã gọn gàng tâm tắc hết rồi. Thì bây giờ anh Sơn sẽ dẫn Dũng qua bên cái chỗ mà thờ Đức Quan Thánh đó, lúc trước mà mình quay ở bên cái chỗ mà ông Cứ Đa ngồi đó. Chỗ đó anh sửa chưa? Ông Cứ Đa đây hả? À, à, à. Không chưa, mình bây giờ mình làm ở đây rồi còn nhiêu tiền đó, mình tính làm đường đó. Làm có con đường lên mình đổ gạch hết trơn rồi đó. À. Chứ trước mà thông tượng nó đổ gạch với mua xi măng với gạch đá hoa cương hết trơn rồi là hết tiền luôn đó. Hết tiền đúng không? Nhưng mà bây giờ có một anh thường quân, một ông anh bên Mỹ gửi cho em 200 đô để nhờ anh xây dùm cái chỗ thờ ông Quan Thánh đó đó. Sửa là cho gọn gàng lại, sạch sẽ lại, được không? Nhưng mình sửa thôi, chứ đừng xây vậy trang. Đúng rồi, đúng rồi, sửa là thôi, sửa là cho nó đừng có đổ ngã thôi, chứ không phải là xây cắt gì. Đây nè, bây giờ tôi dùng cho qua bên đây để quay cho quý vị xem nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi qua nơi chỗ mà của Đức Cử Đa ngày xưa ngồi tu ở đây quý vị, ở cái cục đá này. Đây. Ngày xưa đúng không anh Sơn? Đúng rồi, xưa ông đây, cứ ông cử ngồi đây này là, này là mấy ông sư lớn kể lại. Trang vẽ cái này này. Đây đây đây. Thì có một sư huynh đó. Đây nè. Sư huynh đó là mà muốn bây giờ thì là hôm nay Tứ Dũng sẽ gửi cho anh một ít tiền nữa của anh thằng Quân á. Để cho anh tiếp theo anh tu sửa lại cái chỗ thờ của mẹ với Phật nè, anh thấy không? Anh thấy Phật ngồi trời không? Dạ. Anh thấy Phật ngồi trời nè, nói gì là thứ nhất là ngoài nắng ngoài mưa nè, nó không có được sạch sẽ gọn gàng nè ha. Thấy không? Đúng không? Hư hết trơn rồi. Bây giờ á, các mạnh thường quân thấy như thế này, các mạnh thường quân chịu không nổi. Là muốn hỗ trợ cho anh Sơn, để cho anh Sơn ví dụ như mình chán xi măng sao cho nó bằng phẳng lại ha. Anh để tượng mẹ vô rồi anh làm một cái kết sao đó. Ha, cái kết nhẹ ra thôi được không? Hay là sao? Ở đây ha. À. Thì để ngoài nắng ngoài trời gì thấy cũng tội nghiệp. Đúng rồi. Đây là chi ở ông Quan Thánh như này nè. Nó là ông kêu mình có thể mình xây nhẹ nhẹ lên một hai ba tấc vậy đó anh, hai ba tấc cao cao chút xíu vậy đó. Được đá như gì nè. Như mình xây gạch từ đây nè. Qua đây cho nó rộng rộng lên, cái mình lót gạch đá hoa cương ở trên. Cái mình thỉnh ông về đây đó rồi. Ủa sao chỗ này coi che sao ông bị mất hết một cái chân bên đây rồi? Này không biết được hả? Không biết gì hả? Yeah. Cái này chắc bị bể sao chứ đâu chứ không biết được. Thì không giờ bể được. Cái này cũng có một người vị nào đó cũng tính như là người ta cũng tính mà chưa tính thôi, người ta tính thỉnh ông mới về đó. Nó bây giờ là sư huynh đó nhờ anh Sơn sửa lại giùm cái chỗ nó xíu ha. Rồi cái này để tôi làm được. Nó bây giờ với chỗ ở đây nè anh Sơn, cho nó gọn gàng lại ha, được không? Khoan, chỗ này nó nói chung là nó chỗ này nó hơi khó, là mình che nó hơi khó. Để tôi tính như chỗ này thì anh tính làm sao cho nó gọn gàng lại, cho nó tôm tắt lại. Cho tôm tắt lại thôi, gọn gàng lại thôi. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa Dũng trở lại núi Tượng Liên Hoa Sơn, nơi đỉnh thượng. Thì như video trước Tứ Dũng đã có đến đây để mà quay cái ngôi thờ của mẹ Quan Âm thì đã cũ mục và xuống cấp, thì anh Sơn được các mạnh thường quân hỗ trợ với số tiền Tứ Dũng đã trao cho những lần trước thì cũng đã khoảng 120 triệu rồi. Thì anh Sơn đã làm hoàn tất cái ngôi thờ của mẹ Quan Âm, đã được tôm tắt và gọn gàng tương đối là trang nghiêm. Thì nơi đây là một cái góc của núi Liên Hoa Sơn, thì nơi đây là cái chỗ của ngài Đức Cử Đa ngày xưa ở ngồi tu ở trên này. Thì các mạnh thường quân đã thấy Tứ Dũng quay ở một cái góc bên đây thì không có được thờ trang nghiêm tôm tắt các vị. Thì hôm nay Tứ Dũng nhận được số tiền 17 triệu 800 ngàn của các anh chị đã hỗ trợ tiếp tục cho anh Sơn, để anh Sơn lót gạch đồ lại cho nó sạch sẽ lại, chứ không phải là xây cắt gì thêm, cho sạch sẽ lại và che một cái máy che ton đó anh Sơn, để cho nó che nắng che mưa cho Phật đang ngồi ở đây. Thì ở dưới góc bên đây thì cũng có một cái tượng thờ của Đức Quan Thánh đó vị, thì cũng hơi thấp ở dưới này. Thì cũng có một mạnh thường quân đã hỗ trợ thêm 200 đô để cho anh Sơn là xây lại cho nó gọn gàng lại anh Sơn ha, sạch sẽ lại để đưa tượng ngài lên cao cao chút xíu. Dạ đúng rồi, rồi. Rồi hôm nay thì Tiến Dũng xin trao số tiền là của tất cả các anh chị là 17 triệu 800 ngàn. Và người đầu tiên đó là chú Liêm ở bên Mỹ á, gửi cho Tiến Dũng 200 đô là 4 triệu 6, là với cái nội dung ghi là nhờ anh Sơn xây bàn thờ của Đức Quan Công ha, là chỗ đó. Là người thứ hai là Zalo của một người chị ẩn danh ở Nha Trang, 1 triệu đồng. Và người thứ ba là Facebook của chị Liên Nguyễn Thanh Văn, Liên Nguyễn Thị Văn, là
gửi cho anh Sơn 500 để mà tôi sửa lại chỗ ngồi thờ với cô Út 500. Thì sẵn đây Tiến Dũng cũng xin trao 500 ngàn của phần của cô Út làm thuốc á, là 500 ngàn cho anh luôn. Và thứ tư đó là chị Châu ở bên Canada á vị, giúp cho anh Sơn là 7.2 triệu là 400 Canada để mà mua thùng nước. Thì Tiến Dũng đã quay là thấy anh Sơn đã mua 2 thùng nước rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ cái số tiền này Tiến Dũng xin chuyển qua cho anh để cho anh xây sửa lại những cái nơi thờ ha. Của chị Châu bên Canada là 400 Canada là 7.2 triệu. Và tiếp theo là một chị gái tên là Diễm Phương ở bên Úc hỗ trợ với anh Sơn là 4 triệu đồng nữa. Thì tổng số tiền của các anh chị hôm nay là 7.800.000. Thì Tiến Dũng xin trao cho anh để cho anh tu sửa lại những cái nơi thờ cho nó được gọn gàng lại anh Sơn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 triệu, 17 triệu 800 ngàn. Đây cũng Sơn cũng xin phép, Sơn cũng chủ vườn cái khu vực ở đây từ nhỏ đến lớn, Sơn cũng phát tâm cũng ăn tương. Gần đây là ăn tương nhiều lần, nhưng mà gần đây là phát tâm từ cái cây mà khách để vô mắt trúng ông voi á, là ở nhà Sơn nó bị sáng rửa mặt đau mắt tay phải, đau chịu không nổi. Sơn khả nghi trên đây có ảnh hưởng gì ở trển, mới chạy lên Sơn gặp cái cây là cầm ngay mắt ông Thượng á, là Sơn mừng lắm. Sơn cúi đầu xá ba xá lại quỳ lại ba lại, Sơn thỉnh xuống là hết liền. Về đó là ngay chân bữa mùng 8 là Sơn xuống tóc luôn, xuống tóc tất cả là xả bỏ hết trơn, không còn nghĩ suy nghĩ, vợ con không suy nghĩ gì nên gạt bỏ toàn bỏ hết trơn. Tự nhiên cái nước miếng nó chảy hoài đó, tới ngày hôm nay cũng chưa về gia đình nữa, lo làm ở đây không à, nó chảy hoài. Thèm đồ tương, mà cha mình ăn tương á, mình suy nghĩ mình ăn tương với cha mình nó là có hiếu mà có thể động lòng trời đó, không có gì quý bằng ở trơn, không có gì bằng hiếu với cha mẹ ở trơn. Mà tôi nhỏ lớn là nói tôi khổ dữ lắm, anh em tôi 8 anh em đó, mà ông bà tôi đây 3 đời, cũng đất ở đây 3 đời rồi, mà cũng giữ bảo vệ miếng đất ở đây 3 đời, mà ông bà hy sinh đó, giặc miên năm 78 chết trơn, 50 mấy người đó. Ông cố bà cố, ông 77 chết trơn, ông cố bà cố ở chùa núi nước là 60 năm ở chùa núi nước dưới, là cũng được Đức Phật ở chung đó, cũng truyền pháp dạy ông cố bà cố tôi đó, là ở chùa 60 năm cũng nghe lời Phật đó, Phật ở chung mấy ngày đó, 7 ngày đó Đức Phật á. Rồi đợi ông nội tôi mới lên Hoàng Sang tu nghe tiên đàn giữa lần mây, ông nội nhìn qua núi Ông Cấm á, là hào quang núi Cấm chiếu sáng hết trơn đó. Rồi ông nội tôi bổn đạo hồi xưa ông làm thầy 5.000 người đó, theo ông thuyết pháp tới đâu người ta khóc tới đó, ông đi tu không, ông khuyên bà con cô bác là gán ăn tương niệm Phật đi tu, đời này tới rồi, còn cái màn này gán lo tu rồi để làm gì, tu để cứu độ tất cả, ai cũng cha mẹ mình trên thế giới trơn, ai cũng tất cả gia đình anh em cũng là dòng họ trong cái gia đình mình không, phù hộ cho tu hiền ăn tương ngày hôm nay, là cầu nguyện cho đừng có dịch bệnh 19, 18 gì hết trơn, dẹp hết, dẹp hết trơn cho mây lành, mây tạnh, trời trong mây tạnh là hết trơn, cho bá gia bá tánh có sức khỏe, có thiết thần lực để sống, để bảo vệ đời, bảo vệ tất cả cái nhân loại thế giới này nè. Mình phải có cái tâm người, mình sống không được bao lâu đâu, tôi sống như bữa nay mà chết tôi chưa biết nữa, nhưng mà cái thần lực của tôi sống là để tôi làm chuyện nghĩa nè, cho bà con cô bác ở đây, tôi nói mà nước mắt của tôi muốn rớt, trái tim tôi đau lắm. Rồi nhìn bà con cô bác ở đây mà có đồng tiền mà về đây làm cái này nè, mấy người này thiệt cái nhân đức tu còn hơn là cái quý, còn hơn là vàng bạc châu báu nó quý, mà tôi thương mấy người hiền lắm, bị nhỏ lớn toàn người ác hiếp tôi không à, tới bây giờ ai cũng hiếp tôi hết trơn, thấy tôi làm gì chứ mấy ông nào cũng muốn hiếp, nhìn muốn ghét tôi, muốn ấy tôi không à, mà tôi nín thinh tôi em Phật không ai làm, nhưng mà bà con của bác đã giúp vô tới đâu tôi làm tới đó, chứ tôi không biết hết trơn. Tôi không có tu cách cái gì đây trơn, nhưng mà tôi sửa mấy cái am của hồi xưa mấy ông vị Phật vị thánh tu ở đây đó là tôi sửa lại thôi, chứ tôi không xây cắt gì chăng, nó mục nó muốn gất chúng người ta sợ chúng ta chết mục hết trơn, nó gió đưa qua đưa lại đó, là tôi mới tu sửa lại cho bà con người ta yên tâm yên lòng, người ta mới đến đây, người ta có chỗ nơi người ta cúng thờ Phật, người ta tin tưởng người ta cúng lại, chứ người ta gặp nghi ngã người ta không dám vô đó. Bây giờ tôi chỉnh sửa lại hết trơn rồi đó, thì đây là tôi nhận cái công đức của cái bước thứ hai để tôi làm tròn cái trách nhiệm của tôi. Nó cứ yên lòng đi con tên Thạch Sơn, bà con cô bác cứ tin tưởng vào con đi, con ăn tương là nguyện cái kiếp này con ăn tương tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ bà con cô bác. Với tôi hiện thời bây giờ tôi ước nguyện tôi sau này tôi cứu độ chúng sanh, nhiều cái biện pháp để cứu độ chúng sanh lắm, tôi đã biết hết ân trên chuyển tôi thấy hết trơn, nhưng mà tôi không sợ chết đâu, bữa nay sống hơi chết được, tôi không có ham sống, tôi ham mà trong cho tôi một phút giây tôi sống thì tôi bảo vệ bà con cô bác trên thế giới này hết trơn, ai cũng thương hết, ai cũng gia đình ruột của tôi, không có người nào mà tôi để ở ngoài trái tim tôi hết trơn.
tôi thương hết, dù cái người đó ác giết tôi cũng thương người đó nữa. Có thể tôi cắt trái tim cho người đó, cứu người đó liền nữa. Người đó muốn giết tôi vẫn hy sinh trái tim tôi, mổ bụng qua tôi lấy cái bộ lòng tôi cho người đó luôn, tôi chết cũng được. Tôi thương bất cứ ai cũng thương, tôi không có sân si, không ghét người nào hết. Nhỏ lớn ai quýnh tôi chả mắng mũi, nhỏ lớn ba tôi nói con à, người ta quýnh con nhớ niệm Phật nha con, đừng có nên quýnh lại người ta nghe. Dù cho sức mạnh của con quýnh người ta 100.000 người thắng nữa, không nên quýnh. Con gắng niệm Phật, Phật độ, tới 12 tuổi nằm mau thấy Phật Thích Ca đó. Rồi là tới lớn là tôi thấy đi qua Tây Phương Phật cúng Phật, mà thấy Di Lạc ở Hà Tiên ba về núi cấm, là 3 tháng sau núi cấm xây ông lên, nói xây sơ tắt thôi đó. Còn nói mà lúa bà con đã xạ nè, ông nói con là đi lại la bà con cô bác đi, để 3 bữa nữa bà con cô bác xạ là lúa ngập hư hết trơn. Mà tôi nói là có người tin người không tin, nếu mà không tin thì lúa thư thối trơn, còn người tin người ta không có xạ, còn người tin à đó, vậy đó. Bà con cô bác trên thế giới tất cả cái gia đình của mình đó, nhớ không có gì bằng chuyên trì ăn tương, cái tâm tịnh, khẩu tịnh, nghiệp tịnh, cái gì cũng tịnh hết trơn là nó quý lắm. Nó thiền tịnh, tâm tịnh, cái khẩu tịnh, mà tâm tịnh được nó gán, không có gì mà quý bằng cái tịnh tâm. Thiền tất cả, tâm thiền, trí thiền, tất cả khẩu thiền, cái gì cũng thiền hết, thì con người mình cái gì cũng thiền hết, thì nó quý lắm. Với lại thứ hai mình ăn tương niệm Phật đó, cứu độ chúng sanh, ai mình cũng thương hết trơn, cứu người cứ làm gì hoài đi, thì ăn trên rước thâu từ từ sẽ hết, người lành thôi vậy có tiên hết. Còn người những kẻ ác mà không biết ăn cơm thì tội nghiệp cho người ta, rồi lúc đó là chết mà không biết cái xác mình nó về đâu nữa, biết thành con gì mình không biết luôn nữa, nó khổ dữ lắm. Bởi gắng là tu, mình tu là từ từ nó ăn trên sẽ chuyển mình biết từ căn duyên kiếp trước về kiếp sau. Nó về cảnh Tây Phương Phật á, bao hoa sen nở thơm tho lắm, mùi nhân trầm thơm bát ngát, mà cảnh Tây Phương Phật ngàn hoa đua nở, cảnh tiên nó đẹp dữ lắm. Tôi có đi qua Tây Phương lần rồi đó, tôi nhìn gần đây tôi thấy xuống địa ngục, có dưới con quỷ không biết đâu xuất hiện dưới địa ngục, mà một bên thì cưa đầu người ta, còn ở dưới chặt tay chặt chân buộc người ta, nó chặt răng ra máu, nhìn thấy người ta la thảm thiết, mà la mình ốc mà nội la dữ lắm, la đau quá mà chết bị dịch này, bị nặng dịch này, xuống dưới quỷ nó ăn thịt dữ lắm. Bởi vì không có gì qua gán lo tu, ăn chay niệm Phật rồi làm hiền đánh dữ là quý lắm. Gán làm hiền, tu hiền, niệm Phật, ai cũng nhường nhịn ai hơn cho nó hơn đi, gán nó mình chịu thua người ta không được. Cái màn này nó màn chót tà, kêu bằng tà, nó kêu bằng tà, tà mà cái màn mà đời mà pháp tà cao hơn chánh, nói chung là như vậy đó. Đời mà pháp tà cao hơn chánh, cỡ nào nó cũng cao hơn, giỏi cỡ nào nó cũng cao hơn, thôi chịu thua đó. Rồi Tiến Dũng cũng cảm nhận được cái lời chia sẻ của anh Sơn. Anh Sơn thì một lòng quyết tâm coi như là phụng sự cho đạo pháp, cũng như là phụng sự cho những ngôi thờ ở trên trên đảnh thượng này, chứ anh Sơn cũng không có mong ước là sẽ xây cất gì cao sang, chỉ sửa lại cho tôm tắt gọn gàng để cho bà con đi núi đi non có những cái chỗ bái lại thờ phượng, cho cúng lại cho nó được trang nghiêm quý vị. Thì Tiến Dũng cũng một lần nữa xin cảm ơn anh Sơn đã các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho anh Sơn số tiền hôm nay Tiến Dũng đã trao là 17.800.000 để cho anh Sơn sửa lại chỗ thờ mẹ và thờ Phật Thích Ca, cũng như là thời ông quan đế á quý vị. Thì Tiến Dũng xin kính chúc cho tất cả quý bà con cô bác bước sang thềm năm mới luôn luôn được an khang thịnh vượng, và công việc thì được thuận lợi, và cũng mong tất cả quý bà con cô bác ở nơi hải ngoại nước ngoài sớm về Việt Nam để mà thăm viếng vùng Thất Sơn Bảy Núi, cũng như là Lâm Viên Núi Cấm, hoặc là những nơi ở trên núi tượng này. Kính chúc cho tất cả bây giờ sức khỏe nha. Và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo của kênh YouTube Tiến Dũng Cầu Nhân Ái. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.